Các bạn, thì hôm nay mình ghép một cái bộ dàn nghe nhạc. Thì cấu hình bao gồm là một cái sub A15 series 2 và một cặp Cube Jewel nha các bạn. Thì cặp này tí mình sẽ tháo xuống để giới thiệu sơ với các bạn về cái dòng Cube Jewel này ha. Thì mình sẽ test một vài cái đoạn nhạc và mình sẽ gỡ xuống để review các bạn sau. Rồi tiếp tục mình sẽ mời các bạn nghe một cái đoạn nhạc khác. Thank you.
Vừa test xong một số cái đoạn nhạc thì không biết nó có bị dính bản quyền hay không nha các bạn, tại vì rất là nhiều những cái bài nhạc, rất là nhiều những bài hát hay ở trên YouTube á, nhưng mà vấn đề bản quyền của nó thì khi mình quay video mình sử dụng những bài nhạc này á thì rất là sợ dính những bản quyền nha các bạn. Thì ok, thì mình vừa test xong một cái đoạn nhạc ha, thì nói chung cảm nhận á, cái điện thoại của mình nó quay thì đây nè, chỉ là khoảng 2 gang tay thôi, cách cây cube này và cách cái súp khoảng tầm 2 gang tay thôi nha các bạn. Đó, cho nên nhiều khi cái tiếng mà nó vừa phát ra khỏi âm thanh và vừa đi ra khỏi cái loa đó, ví dụ như cái súp hoặc là cái cube nè, thì cái tiếng mà nó vừa phát ra khỏi cái loa thì chúng ta nghe gần, nhiều khi nó cái hiệu quả của nó không có nhiều. Nhưng mà khi mà ví dụ cái phòng các bạn khoảng 15 mét vuông đi ha, thì bạn để cái loa ở phía bức tường bên này, các bạn ngồi ở phía bức tường bên sau đó, thì cái âm thanh nó loan ra rất là hay nha các bạn. Đó, thì quay điện thoại thì nó khá là gần loa. Rồi, thì tại cái thằng này nó nhỏ quá cho nên mình phải quay gần, cho nên các bạn mới cảm giác được là mình quay về cái que này ha. Nhưng nếu để xa thì hầu như sẽ không thấy cái hình dáng của thằng này luôn ha. Nó rất là nhỏ và gọn. Đó. Thì ok, thì bây giờ mình sẽ tắt cam đi ha. Tắt cam đi, mình sẽ tháo cái bằng sắt ra. Thì ok, mình đã tháo phần dây lo rồi nha các bạn. Đó, thì đây ha. Cái dòng này á, nó sử dụng một cái jack cắm lo ha, dạng đặc biệt ha. Thì hãng Spo nó có cái đầu jack này luôn ha, và nó bán cũng khá là mắc đó các bạn. Đó, thì hôm nay mình giới thiệu với các bạn ha, một cái cách mà làm cái đầu dây này á, rất là tiện lợi. Đó, mình sẽ tháo ra trước đi, mình nói sau. Đây, chỉ là một, mình sẽ cho các bạn xem. Đây ha, đây là phần. Đó, đây chính là cái phần cái jack của nó các bạn. Nó gồm hai cái chân vậy thôi. Đó, các bạn gọi các bạn nhìn thấy nè. Ha, mình đây không phải gọi mình chế đâu ha. Mình sẽ có một cái cục jack gọi là giống như gọi nôm na là jack domino đi. Đó, domino đi các bạn. Đó. Đó thì với tín hiệu như thế này ha, giới thiệu bạn nào chưa biết luôn ha, thì theo sơ đồ của nó nha các bạn. Thì cái chân bên trái này sẽ là chân dương nha các bạn, chân bên phải là chân âm. Thì đó, tương tự thì mình sẽ đấu dây như thế này ha, mình đấu dây từ súp ra. Thì dây dương vẫn là bên trái, dây âm vẫn là bên phải các bạn. Đó, và mình cắm vào cái lỗ này ha. Thì cái jack này là cái jack mình chế thôi, không phải là chế, nhưng mà nó có cái chuẩn này, cái chuẩn mình quên tên gì rồi, chưa tìm hiểu nữa. Nhưng mà nó là chuẩn domino các bạn. Đó, thì khi mà mình mua cái jack đúng chuẩn của nó thì mình sẽ cắm vừa khít luôn nha các bạn. Đó, và trên phía này nó có một cái chốt nè. Trên đầu nó có một cái chốt vuông vuông, bạn thấy không? Đó, cái chốt vuông vuông này nè. Đó. Thì nó sẽ ăn khít với cái phần phía trên này luôn, cho nên có cái lỗ này các bạn, cho nên mình sẽ không sợ cắm nhầm đâu nha. Còn nếu các bạn nào sợ cắm nhầm thì mình giới thiệu luôn ha, bên chân bên trái của nó là chân dương, bên phải của nó là chân âm. Đó, thì đây là ha, thì mình vẫn giới thiệu về một thằng trắng, một thằng đen nha. Các bạn nào mua thì chắc chắn sẽ là một cặp trắng hoặc là một cặp đen ha, tùy các bạn thích thôi. Đó, thì đây là dòng GWEL ha, e căng bằng kim loại nha các bạn. Thì mình đã tháo cái e căng của cái thằng màu đen ra rồi. Đó,
thì vẫn là một cái dàn chép xoay đa hướng nha bạn, giống như dòng Cuba series AM5, series 2, series 3 vân vân. Đó. Rồi. Ok, rồi đó. Bên hông này, đó kích thước của nó là đó các bạn thấy ha. Đó, hình dáng của nó như vậy ha. Phía trên đầu này nó có thêm những cái đó, những cái phần như thế này ha, vòng tròn xoay như thế này. Đó nha các bạn, đó. Đó. Đó, phía sau này có cái những vòng tròn ha, tạo điểm nhấn các bạn. Đó, phía dưới cũng vậy ha. Thiết kế khá độc đáo, phía dưới đây nè, nó có một cái trục xoay nè các bạn. Đó, và nó sẽ để những cái miếng đây những cái miếng xốp nè, những cái chân đế để chống trượt nè, chống lăn nè các bạn. Đó. Thì nó dùng để bàn ha, khi chúng ta để bàn thì nó vẫn không có bị trượt, không có bị lăn. Đó. Ha. Màu trắng rất là đẹp nha các bạn. Đó, rất là sang ha. Phòng khách các bạn nào sang sang thì để cái màu trắng này rất là tuyệt vời luôn. Đó, rồi đây là cái màu đen nè các bạn. Cái màu đen ha. Thì mình đã ok, để xíu mình quay chỉnh cái này, góc mình nó cao hơn xíu. Rồi, cái màu đen nha các bạn. Đó, cái màu đen thì mình đã tháo cái e căng ra rồi nè. Thì cho các bạn xem phần e căng nha. Đó, vẫn là một cái miếng e căng của nó bằng kim loại nha các bạn. Những cái dòng AM5, AM3 đâu đó là nó e căng nó bằng vải thôi. Thì dòng JBL này e căng bằng kim loại ha. Đây là dòng cao cấp ha. Giá nó cũng cao hơn cái những cái dòng AM5, AM3 nha các bạn. Cube á, ý mình nói là Cube đó các bạn. Đó, đây là cái lưới phía trên của nó ha, bằng kim loại. Đó. Còn phía đây nè các bạn. Đây nó có những cái nút cao su. Những cái nút cao su như thế này là nó dùng để chụp phía những con ốc này nè. Ok, mình sẽ quay gần lại. Hay nó chụp những phía con ốc nè các bạn. Đó ha, chụp những phía con ốc này nè ha. Và khi mà chúng ta để cái lưới lên đó thì nó sẽ có bốn cái miếng cao su này nha các bạn. Đó. Nó cản phía cái miếng lưới dây căng nha các bạn. Đó thì cái lo chúng ta nó sẽ không bị mớp và nó sẽ không bị lún vào trong. Đó. Một thiết kế cũng khá là hay. Đó, rồi đây, ok, thì mình sẽ quay các bạn xem cái màu đen ha. Ok, hôm nay video này thì mình sẽ không có tháo ha, không có tháo cũ ra ha, mình để zin này. Mình để zin cái phần này ha. Video sau các bạn mình sẽ có thời gian mình sẽ tháo thêm, tại video hôm nay test nhạc cũng khá là dài rồi. Đó, ngoại hình bên này. À, thì cái này nó có hơi chạy xước tí xíu ha. Đó, phía sau. Đó, phía trên nè các bạn. Đó, nó có cái trục xoay ha. Còn phía dưới nè. Nó vẫn có cái trục xoay như thế này. Đó. Thì đó, xoay đa hướng nha các bạn. Đó, chúng ta để cho một góc phòng chúng ta xoay nhiều hướng như thế này thì rất là ok, vừa thẩm mỹ mà vừa đẹp nữa. Và mặt khác á, cái dòng này chúng ta sẽ gắn được trên cái giá treo Bose UTS nha các bạn. Cái giá treo này nè. Giá treo mình đã từng giới thiệu một lần rồi ha. Khi mà chúng ta treo lên cái chân này nè các bạn. Đó. Treo lên một cái chân loa Bose như thế này á để bàn á thì rất đẹp nha các bạn. Đó, rất là đẹp. Đó. Rồi, đó thì mình giới thiệu sơ vậy thôi. Về công suất mình không giới thiệu nha các bạn. Nó không có ghi công suất ngoài vỏ thùng, thì ở một cái video nào khác đi, mình sẽ, nếu mà có phần công suất thì mình sẽ giới thiệu thêm với các bạn nha. Hôm nay không có thì mình cũng làm hơi gấp rút cho nên mình không có nói ha. Cái nào mà có thông tin, có thông số đàng hoàng, nhà sản xuất đưa ra thì mình mới dám nói, chứ mình không có ước lượng của nó là bao nhiêu watt nha các bạn. Đó, thì về âm thanh đó, thì cá nhân của mình riêng nhận định đó, thì cái dòng này fan đầu tiên mình sẽ cho bạn xem về kích thước của nó đi. Đó, mình để cho bạn xem nha. Đó, kích thước của cái dòng JBL này và cái dòng AM5 Series 3, bạn thấy chưa? AM5 Series 3. Thôi bỏ cái đèn này xuống đi. Đó. Cube AM5 Series 3 và Cube JBL. Các bạn thấy chưa, một thằng này lưới vải nè, thằng này lưới kim loại nè. Đó, các bạn thấy được cái kích thước của nó chưa? À, mình quay vậy cho các bạn dễ ước lượng. Và thêm một cái này cho dễ ước lượng hơn nè các bạn. Để thêm cái lon bia lên nữa. Cái lon bia này chắc một số anh em hay đi uống bia giải khát. Thì ước lượng khá dễ các bạn. Đó, ồ, cái chiều cao của nó, của thằng JBL này nó bằng đúng cái lon bia Sài Gòn Special luôn các bạn ơi. Đó. Đó, kích thước để cho các bạn mường tượng nha. Rồi, nhiều khi một số bạn nói sao quay video lớn quá mà lại gần lại coi sao nhỏ xíu vậy thì thất vọng. Nhưng cái dòng lo tai thì nó không có to. Thì đặc biệt cái dòng này nó nhỏ hơn cái dòng này.
nhưng mà giá thằng này nó lại cao hơn giá thằng này nha các bạn. Đó, giá thằng này nó sẽ cao hơn giá của thằng này, và tiếng của thằng này theo mình thấy chi tiết hơn, sáng hơn, rõ hơn, ha, đang keng hơn nha các bạn. Đó rồi, ok, hẹn các bạn ở video tiếp theo. Mình sẽ có một số cái trải nghiệm nào đó, hoặc là có thêm thông tin về thông số, và hoặc là có thời gian để tháo xem cái củ loa bên trong đó, thì mình sẽ gửi cho các bạn một cái video tiếp theo về cái dòng Bose Cooper G-Well này nha các bạn. Rồi, ok, thì nếu thấy thích hãy nhấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nha, cũng như để xem các sản phẩm âm thanh bên mình, và các bạn Zalo mình qua số điện thoại ghi trên tiêu đề để xem các sản phẩm âm thanh trên đó, và cũng như để tiện trao đổi. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video.